Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây chưa, nhưng chị rất mong rằng là các bạn đều đã có thể có mặt ở đây rồi để chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về những nội dung mà chị Hiên đã chuẩn bị cho chúng ta để sau ngày hôm nay thì các bạn 2K7 có thể nắm được nội dung của những cái bộ sách mà sắp tới các em sẽ học nhá. Được không ạ? Xin chào Hoàng Kim, xin chào các em, xin chào các bạn, cùng gửi lời chào tới chị nha và hãy cho chị hiên biết bằng cách là gửi lời chào tới chị này và bình luận xem là năm nay thì các bạn sẽ học bộ sách nào nhá. Có lẽ là đến bây giờ thì các em cũng đã có một cái sự tìm hiểu nhất định về những cái bộ sách mà sắp tới các bạn sẽ tiếp cận và học hỏi rồi đúng không ạ? Và như chúng ta cũng thấy thì để có thể bắt đầu cho một năm học mới bao giờ thì một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần phải làm đó là chúng ta sẽ có một cái sự nhìn nhận thật là khoa học, thật là toàn diện về những cái nội dung kiến thức mà chúng mình sẽ được học trong năm nay. Vậy nên là chị rất hy vọng là các em đã có thể có mặt ở đây và đừng quên gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nha, được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng lợi các bạn thêm khoảng 1-2 phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá, được không nào? Các bạn thân mến, trong cái tiến trình mà chị đã chia sẻ cùng với các em về chương trình 12 mới thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết chúng ta sẽ có 3 bộ sách. Đúng không ạ? Các bạn sẽ được học một trong ba bộ sách này. Có những bạn thì còn nói rằng là các bạn sẽ học kết hợp hai bộ sách cơ. Nhưng mà chủ yếu thì ở đây các bạn sẽ thấy là đại đa là chúng ta sẽ lựa chọn một cái bộ sách trọng tâm cho cái quá trình học của mình. Và chúng ta đang có ba bộ sách Đó chính là bộ sách cánh diều Đúng không ạ? Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Đúng không ạ? Và bộ sách chân trời sáng tạo đây là ba bộ sách mà các bạn đang lựa chọn à, gọi là một trong ba bộ này để các bạn sẽ tiến hành cái việc học môn ngữ văn của mình trong năm nay và đối với cả các môn khác nữa đúng không ạ các em học bộ sách nào ở đây có những bạn nào là 2K7 ạ? Có thể giơ tay chị xem, không biết là các bạn học bộ sách nào ạ? Chúng mình đang học bộ sách nào ạ? Và bây giờ thì chị sẽ cùng tiến hành khái quát về nội dung những cái bộ sách mà các bạn sẽ học nhá. Ok chưa ạ? Các em ơi, các bạn ơi các bạn đang học bộ sách nào ạ chúng mình đang học bộ sách nào ạ có thể nói cho chị hiên biết được không à, chúng ta sẽ có một cái sự khái quát về những nội dung chúng mình sẽ đi qua trong những cái cuốn sách này được không nào chị chào huỳnh quý nhá xin chào văn giỏi xin chào các bạn xin chào các em các bạn ơi việc nắm được tổng quan chị cho rằng cũng là một trong những cái điều khá là quan trọng à em học chân trời sáng tạo à ok ạ à, một bộ sách rất là hay rồi một lát nữa chúng mình sẽ cùng xem là nếu như chúng ta học bộ chân trời sáng tạo thì chúng mình sẽ đi qua những cái nội dung gì nhá được không ạ à? chắc chắn đây sẽ là những cái kiến thức cực kỳ hay cực kỳ bổ ích và khi mà chúng ta đã xác định được một cái tâm thế như vậy thì chị cho rằng chắc hẳn rằng các bạn cũng sẽ có thể học rất là tốt môn ngữ văn ở trong năm nay đấy ạ. Được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem nhá. Xin chào Phạm Uyên, chị Hiên thích bộ sách nào nhất? <laughs> chị cho rằng là mỗi bộ sách thì lại có một cái hay riêng và chị tin là ở mỗi ngôi trường thì các thầy cô cũng đã cân nhắc để có thể lựa chọn bộ sách phù hợp cho các bạn rồi. Vậy nên là các bạn sẽ cố gắng để làm sao mà chúng ta có thể sớm bắt nhịp tiếp cận với những bộ sách đó và sẽ lăn xả hòa mình với cái việc học bộ sách đó để đạt được kết quả tốt nhất nhá quý nhá. Ok không ạ? À. Chúng mình ơi, các bạn có thể gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nội dung của những cái bộ sách mà các bạn sẽ học. Như các bạn thấy thì à, chúng ta sẽ có các bài học lớn ạ. À. Đúng không nào? Chúng ta sẽ có các bài học lớn và ở trong những cái bài học lớn này thì các em sẽ được học những cái bài học nhỏ những cái tiết nhỏ về bốn kỹ năng đó là đọc này đúng không ạ à, đó là kỹ năng gì ạ à đó là kỹ năng về đọc này về thực hành tiếng việt này về viết này và về nói nữa đúng không nào à, thì ở đây chị sẽ chủ yếu tập trung à, lướt qua những cái tổng quan về kiến thức của những nội dung đó sẽ là đọc hiểu này thực hành tiếng việt này và viết nhá ok chưa ạ các em có biết không ạ ở trong năm nay thì học văn chị hiên có một cái sự thay đổi đó là ngay từ đầu năm những cái buổi học đầu tiên của chúng ta thì sẽ có những cái buổi trao đổi về kỹ năng nói và nghe sẽ là những cái buổi đầu tiên ạ bởi vì chị cho rằng là có thể là đối với mỗi bài học lớn thì chúng ta sẽ có một cái nội dung để nói và nghe khác nhau nhưng mà về bản chất thì một trong những cái điều mà chúng ta rất là cần ở trong cái bài nói và nghe ấy đó là những cái kỹ năng nói những cái kỹ năng nghe vậy nên là ngay từ những buổi học đầu tiên thì chị hiên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ năng đấy trước chắc là chỉ mất vài buổi đầu tiên thôi ạ Đấy vậy nên là các bạn sẽ cố gắng. À, nói chung là về lộ trình chị đã xây dựng rất là khoa học, đầy đủ và phù hợp với các bạn rồi. Ok chưa ạ? 2K7 còn khóa 10 ngày không? <laughs> nói chung là cũng khá là khó quý ạ, bởi vì em cũng biết rồi đấy. Năm nay thì các bạn không có một cái giới hạn chương trình nào mà nó cụ thể giống như các anh chị hay các anh chị những cái khóa trước mà bây giờ thì các bạn sẽ học theo đặc trưng thể loại. Các em sẽ phải có một cái sự hiểu biết về kiến thức, đúng không? Kiến thức đặc trưng thể loại. Các em sẽ phải học rất là nặng về phương pháp, về kỹ năng làm bài. Chính vì vậy mà nếu mà để nói rằng là 10 ngày có thể bứt phá thì cũng sẽ khá là khó. Có chăng thì sẽ chỉ có khóa ví dụ như à, 2 ba tháng cuối cùng thôi Chứ còn để 10 ngày mà học được Một cái kiến thức dung lượng Kiến thức lớn như vậy thì rất là khó Vậy nên là chị thì chị nghĩ Là nếu các em muốn xuất phát Để đạt được số điểm tốt Thì các bạn nên xuất phát sớm Chứ đừng chờ đợi vào những cái khóa học 10 ngày cuối cùng Bởi vì là cái đó nó thực sự là không còn Phù hợp đối với cái chương trình Mà chúng ta đang tìm hiểu nữa rồi Các bạn ạ à, đó vậy nên là chị cũng hy vọng là các bạn sẽ có thể có những cái sự lựa chọn cho chính bản thân của mình trong cái quá trình mà chúng mình học tập nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khối lượng kiến thức đầu tiên trong bộ sách cánh diều. Một nhỏ, chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là bộ sách cánh diều, được không ạ? Bộ sách cánh diều thì các bạn có thể thấy là nếu như tìm hiểu về bộ sách cánh diều, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về 9 bài học lớn các bạn ạ. Nội dung chúng mình đi tìm hiểu sẽ là 9 bài học lớn các em nhé. Thì ở trong bài học lớn đầu tiên, ở đây thì bộ sách cánh diều sẽ đặt tên các bài học lớn theo các thể loại và tiểu loại đó, mỗi cái bộ sách thì lại sẽ có một cái cách đặt tên riêng cho những bài học lớn của mình. Và đối với lớp 12 thì chị thấy là đa phần sẽ có ở đây là 9 bài học lớn chúng mình ạ. À, sẽ có ở đây là 9 bài học lớn các bạn nhá. Như chúng ta cũng biết được rằng là bởi vì là năm nay ngay từ đầu Bộ Giáo dục cũng đã có một cái định hướng đó là chúng ta sẽ không thể nào học tủ được không thể nào học vẹt được bởi vì là sẽ không còn cái sự xuất hiện của những tác phẩm trong sách giáo khoa nữa mà đề thi sẽ xuất hiện những cái tác phẩm ngoài sách giáo khoa được không ạ thế nhưng mà các bạn phải chú ý là tại vì sao mà chúng ta lại vẫn cần phải học và hiểu những cái tác phẩm trong sách giáo khoa theo cái xu hướng thì chị thấy là những cái tác phẩm mà gọi là gì ạ À, có thể xuất hiện ở trong đề thường sẽ là những tác phẩm thứ nhất là cùng thể loại với những thể loại chúng ta đã học thứ hai là của cùng một tác giả nào đó mà chúng ta đã học vậy nên về cơ bản là nếu như chúng ta học tốt và thực sự hiểu về đặc trưng thể loại và những cái tác phẩm trong sách giáo khoa thì các bạn sẽ có một cái nền tảng căn bản rất tốt để các em có thể đọc mở rộng để các bạn có thể tìm hiểu mở rộng và từ đó các bạn sẽ có những cái định hướng ôn tập cực kỳ chính xác. Vậy nên nếu như bạn nào đang giữ một cái tâm lý rằng bởi vì năm nay đề thi không vào tác phẩm trong sách giáo khoa nên tôi không cần phải học tác phẩm trong sách giáo khoa thì chị cho rằng các bạn ngay lập tức cần phải thay đổi về cái tư duy đó của mình đi ạ. Được không nào? Ngay lập tức phải thay đổi về tư duy đó đi em nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có bộ sách Cánh diều với 9 bài học lớn. Bài thứ nhất, chúng ta sẽ có, đó chính là gì ạ? Đó chính là về thể loại truyện truyền kỳ và truyện ngắn hiện đại. Truyện truyền kỳ và truyện ngắn hiện đại như chúng ta thấy thì một trong những cái đặc điểm của bộ cánh diều đó là ngay từ nhan đề đã đưa ra một cách rất rõ ràng và cụ thể về thể loại cũng như tiểu loại mà chúng mình sẽ học ở trong cái văn bản đó ok chưa ạ và những văn bản mà các bạn sẽ được học đó là gì đầu tiên đó là chuyện chức phán sự đền tản viên Chuyện chức phán sự truyện chức phán sự đền tàn viên của tác giả nguyễn dữ được không ạ của tác giả nguyễn dữ ok chưa ạ thứ hai là tác phẩm muối của rừng muối của rừng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Được không ạ? À? Của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nhá. Ok không nào? Đó, đây là một cái chuyện, một cái tác phẩm rất là hay nha. Một tác phẩm rất hay. Đây là một tác phẩm mới ạ. Muối của rừng là một tác phẩm mới. Được chưa nào? Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Trọng tâm là chúng ta sẽ đọc hiểu hai cái văn bản này nhá. Trọng tâm là chúng mình sẽ đọc hiểu hai văn bản này. Ok chưa ạ? Sau đó đến bài số 2. Bài số 2. Thì chúng ta sẽ à đây là đọc hiểu nha. Đây là chị đang khái quát về đọc hiểu nha. Được không ạ? Tức là về những cái văn bản mà các bạn sẽ được học nha. Ok chưa ạ? Thì đây ở đây chúng ta sẽ có là đây là đầu tiên là về những cái văn bản được học. Và ở trong cái buổi số 1 này về thực hành tiếng Việt thì các bạn sẽ học về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Và đối với phần viết thì các bạn sẽ viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Thật ra thì nếu như khi chị thiết lập một cái tổng quan về cái chương trình học của ba bộ sách thì các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là ba bộ sách nhưng lại đang học cùng một cái thể loại tức là các bộ sách đấy đều là đi tìm hiểu theo cái hướng đặc trưng thể loại. Và chúng ta cũng có những cái dạng văn bản cần thiết lập bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học là giống nhau đấy ạ. Tức là ở trong bộ sách cánh diều này có học về cái dạng đề đó là đánh giá, so sánh đánh giá về hai cái tác phẩm truyện. Thì ở trong bộ kết nối tri thức cũng có kiểu dạng này và ở trong bộ chân trời sáng tạo cũng có kiểu dạng bài này luôn. Được không ạ? Nên là về cơ bản là chúng ta vẫn thấy có những cái điểm chung giao nhau giữa các bộ sách và đấy là lý do vì sao mà chúng ta có một cái căn cứ để chúng ta có thể ôn tập cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào năm 2025, tức là năm tới ạ. Hiện tại các bạn có đang cảm thấy lo lắng đối với việc học môn ngữ văn trong năm tới không ạ? Nào các bạn, không biết là các bạn có cảm thấy lo lắng cho cái việc học môn ngữ văn trong năm tới không? Như các em thấy là chúng ta sẽ có những cái văn bản mới này, sẽ có những cái dạng bài cần phải viết, những cái bài văn nghị luận viết theo kiểu mới này. Về hình thức là chúng ta cũng phải đảm bảo là viết được đa dạng, tức là không phải là chỉ viết được đoạn văn mà còn là phải biết viết bài văn nữa. Phải biết viết cả đoạn, phải biết viết cả bài và cả đoạn và cả bài này thì sẽ áp dụng cho đối với cả nghị luận xã hội và cả nghị luận văn học. Tức là năm nay như các bạn thấy là sẽ là vô cùng linh hoạt, vô cùng linh hoạt luôn đây ạ. Sẽ khá là nặng về kỹ năng. Đó, sẽ khá là nặng về kỹ năng và về phương pháp. Và chắc chắn rồi, chị cho rằng đấy là những cái điều rất là quan trọng. Ok chưa ạ? Thì đến với cái buổi số 2 này, chúng ta sẽ học về cái thể loại là hài kịch được không ạ chúng ta sẽ học về thể loại hài kịch và ở trong thể loại này các bạn sẽ tìm hiểu một văn bản đó chính là thực thi công lý được không ạ thực thi công lý được không à, trích từ người lái buôn thành vơ visa của shakespeare ok chưa nào và cái thứ hai văn bản thứ hai đó là gì ạ À, thì ở đây chúng ta thấy là trọng tâm là chúng ta sẽ tìm hiểu cái văn bản này Nhá, trọng tâm ạ à. Trọng tâm là chúng mình sẽ tìm hiểu văn bản này Ok không nào? Chú ý giúp chị là như vậy Nhá, chú ý giúp cho chị là như vậy Trọng tâm là chúng mình sẽ tìm hiểu văn bản này Đấy, thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như thế Nhá, được không nào? À và trên phía trên chúng ta còn có một cái văn bản nữa đó là Quan thanh tra. Quan thanh tra của Gogol. Chúng ta thấy được rằng là nếu như so với chương trình cũ ấy, thì đây là hai cái văn bản hoàn toàn mới. Đúng không? Và đương nhiên nếu như nó mới thì nó sẽ rất hấp dẫn. Chắc chắn là như vậy. <laughs> nói chung là các bạn thấy là sẽ luôn có tính hai mặt đương nhiên là mới thì sẽ khó nhưng mà mới thì cũng sẽ gì ạ à nhưng mà nếu như nó mới thì nó sẽ cũng sẽ tạo ra cái sự hứng thú cho việc học của chúng ta là điều đương nhiên rồi chắc chắn là như vậy nên là chị hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hào hứng với chương trình mới nhá chị hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hào hứng với chương trình mới Ok chưa nào? Sau đó thì chúng ta sẽ đến với bài số 3. Bài số 3 chúng ta sẽ học về thể loại tiểu loại, nhật ký, phóng sự và hồi ký. Nhật ký. Phóng sự. Và hồi ký. Chị cho rằng là sẽ khá áp lực đối với các em đấy. Nhưng mà đương nhiên như chị có nói đấy, chương trình mới đem cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức mới mẻ và chính cái sự mới mẻ đó sẽ là một cái điều vô cùng hấp dẫn đối với quá trình học của chúng ta thì ở đây các bạn sẽ học những cái tác phẩm này những cái văn bản này đó là nhật ký đặng thùy trâm à rất quen thuộc với các bạn đúng không ạ nhật ký đặng thùy trâm được không ạ và thứ hai Văn bản số 2 Đó chính là gì ạ? Đó chính là khúc tráng ca nhà giàn Khúc tráng ca Nhà giàn Được không ạ? Đó, được không nào? Cũng là những cái tác phẩm mới luôn Các em thấy không? Nhìn này Mới này Mới này Mới này Mới này, mới này. Mới này mới này thấy không thấy không ạ à? và cái mới nữa cái mới nhất là các bạn nhìn thấy được ở đây đó là chúng ta đã tập trung học theo những cái đặc trưng thể loại chứ không phải là chúng ta học theo gì ạ à. chúng ta sẽ khám phá văn bản này chỉ tham khảo thôi không, không thi ạ à. thì như chị có nói đấy đó là đúng là bộ giáo dục có đưa thông tin rằng đó là chúng ta sẽ vẫn cứ đọc học cái phần đọc hiểu này nhưng những cái văn bản xuất hiện trong đề thi sẽ không phải là những văn bản trong sách giáo khoa nhưng như chị hiên đã vừa khẳng định lại với các bạn rồi đúng không ạ đó là đây là những cái ví dụ rất tiêu biểu và điển hình cho những cái thể loại và tiểu loại mà chúng ta cần phải tìm hiểu và bên cạnh đấy như chị đã nói về xu hướng thì sẽ là những tác phẩm cùng thể loại những tác phẩm có thể sẽ là không nằm trong chương trình nhưng của cùng tác giả ví dụ như là người ta sẽ không cho vào muối của rừng của nguyễn huy thiệp nhưng người ta có thể cho một tác phẩm khác của nguyễn huy thiệp hoặc là một tác phẩm ra đời cùng thời kỳ với muối của rừng của nguyễn huy thiệp tức là về bản chất thì đây cũng sẽ là một cái căn cứ rất quan trọng để chúng ta hiểu về cái cách tiếp cận một văn bản thuộc các thể loại khác nhau và nó cũng là một cái căn cứ rất là tốt để chúng ta có thể đọc mở rộng, trang bị cho mình thêm những cái kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi nữa. Được không ạ? À khi khi thi các văn bản ngoài sách vậy nghị luận xã hội và nghị luận văn học sẽ làm như thế nào? Thật ra thì vì, về nghị luận xã hội thì chị thấy là nó không có thay đổi nhiều. Bởi vì là cái cách viết đoạn và cái cách viết bài ấy Quỳnh Hương là mình đã nắm được rồi. Và về cơ bản thì sách mới vẫn chia sẻ với chúng ta về một cái cách thức làm như vậy. Thế nên là chị thấy rằng là gì ạ? Chị thấy là sẽ không phải là vấn đề đối với nghị luận xã hội. Có chăng là những cái vấn đề được đề được đưa ra ở đây sẽ là những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ. Tức là người ta xác lập cho chúng ta những cái vấn đề mà nó mang cái tính thời đại hơn phù hợp với gì ạ thế hệ trẻ ở thời điểm hiện tại và bắt buộc là chúng ta sẽ phải có cái tư duy đa chiều để nhìn nhận về những cái vấn đề nghị luận xã hội đó một cách thấu đáo có cái tư duy phản biện để chúng ta viết một cái bài viết thật là thuyết phục thôi chị nghĩ là nghị luận xã hội không có thay đổi nhiều cái biến động lớn nhất ở đây là nghị luận văn học bởi vì về bản chất thì các bạn cũng thấy là cái quá trình đọc hiểu văn bản của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang có rất là nhiều thay đổi đúng không Chúng ta không phải là ngay lập tức xa vào cái văn bản đó nữa Mà là chúng ta sẽ có những cái kiến thức liên quan đến gì Có những cái kiến thức liên quan đến đặc trưng thể loại Chúng ta không trọng tâm nhiều vào việc tìm hiểu về tác giả đó nữa Không tập trung nhiều vào việc tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác Giống như chương trình cũ nữa Nhưng chị cho rằng nó vẫn là những cái nội dung thông tin cần thiết để chúng ta cần phải chú ý trong quá trình học tập của mình chứ nói như vậy không có nghĩa là các bạn không học những văn bản trong sách giáo khoa nhá chúng mình hiểu không ạ à? như chị nói là đây là một cái căn cứ rất quan trọng để các em phân tích những tác phẩm ngoài chương trình và cũng giúp các em xác định cái việc đọc tìm hiểu mở rộng chính xác hơn còn cụ thể như thế nào thì chị sẽ trao đổi cùng với các bạn trong các buổi học sắp tới chúng mình sẽ cùng đi với nhau ok không rồi xin chào sô cô la chuối nhá <laughs> bấm đại cái like mà gặp đúng chị à thế à chị yên thích chương trình mới chứ ạ à, đương nhiên rồi chị cho rằng nó thực sự là một thử thách nhưng nó cũng thực sự là một cơ hội để chúng ta thay đổi về việc học văn của mình và tiếp cận với rất là nhiều những vùng kiến thức mới mẻ. Vậy nên chị cũng rất mong là các bạn 2K7 chúng ta sẽ vượt qua những cái áp lực để chúng ta có thể học tốt hơn. Ok chưa nào? Rồi bây giờ quay trở lại vẫn nói về lộ trình của bộ cánh diều và những cái văn bản mà chúng mình sẽ cùng đi song song với đó là các cái thể loại. Thì đến bài số 4 các em sẽ học về văn tế và thơ được không ạ? thì ở trong bài số 4 này, trời ơi một tác phẩm rất là quen thuộc đó là Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. được không ạ? và Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. được không ạ? Văn tế nghĩa sĩ cần ruột Của Nguyễn Đình Triều Được không ạ? À? Của Nguyễn Đình Triều các bạn nhé Hai văn bản này thì không phải là Hai văn bản mới Vậy nên chị sẽ không đề cập nữa Sau đó bài số 5 Thì các bạn sẽ học về Văn nghị luận Được không ạ? À? Văn nghị luận Ok chưa nào? Thì trong văn nghị luận này các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ có những văn bản đầu tiên, đó là Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người của tác giả Hoàng Ngọc Hiển. Văn học và tác dụng chiều sâu. Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách hóa trong việc xây dựng nhân cách hóa trong việc xây dựng nhân cách được không ạ nhân cách văn hóa con người của tác giả hoàng ngọc hiền của tác giả hoàng ngọc hiền và thứ hai sẽ là gì ạ sẽ là toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn cầu hóa. Em lo dạng so sánh hai tác phẩm lắm, đúng rồi, chính xác. Và lớp 12 còn học trọng tâm hai dạng đấy luôn cơ, quý ạ. <laughs> không em ơi, nhưng nếu như em có cách làm nhá, là em sẽ thấy nó cũng khá là khoa học. Mình cũng sẽ có thể định hình và viết được đấy, chứ không phải là quá lo lắng đến như vậy đâu như chị nói là điều quan trọng nhất bây giờ ấy chị cho rằng là các bạn sẽ phải giữ một cái tâm thế làm sao để chúng mình có thể lăn xả vào chương trình mới đấy là điều vô cùng quan trọng chị nghĩ là cái việc chúng ta sẵn sàng lăn xả vào chương trình mới để chúng ta học và đừng có tự tạo một cái áp lực gì đó rất là lớn hãy tin là mình có thể học được thì các em sẽ có thể học được được không ạ à? hãy tin là mình có thể học được và chị cũng tin là các em sẽ học được không phải là một cái thách thức quá lớn đâu nhá chỉ cần là chúng mình biết cách để chúng mình học thôi được chưa nào thì ở đây chúng mình sẽ có cái văn bản tiếp theo đó chính là gì ạ đó chính là à tôn chúng ta sẽ có đây là gì ạ à toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc. Ok chưa ạ? À? Rồi tiếp tục này, chúng ta sẽ đến hai văn bản này đều là hai văn bản gì? Mới cả. Thấy không? Cứ bài nào mà đánh dấu sao thì đều là văn bản mới nhá. Ok chưa ạ? À? Tiếp theo này chúng ta sẽ có bài số 6. Bài số 6 chúng ta sẽ học về thơ văn của Nguyễn Ái Quốc hay chính là chủ tịch hồ chí minh được không ạ thơ văn thơ văn nguyễn ái quốc được không ạ hay chính là chủ tịch hồ chí minh được không ạ thì chúng ta sẽ học đầu tiên đó là nguyễn ái quốc hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp thì đây là một cái bài mà như các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái sự khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của bác, đúng không ạ? Thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Cuộc đời và sự nghiệp. Tiếp theo, mình sẽ có ở đây, đó chính là tuyên ngôn độc lập ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh và thêm một cái tác phẩm nữa đó là nhật ký trong tù nhật ký trong tù đúng không ạ đương nhiên rồi cũng là một tác phẩm của bác đúng không ạ đó thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá thì ở đây chúng ta có thể thấy là chỉ có mỗi tuyên ngôn độc lập là một cái văn bản quen thuộc thôi, còn lại ở đây đều là văn bản mới ạ. Ok chưa nào? Rồi, sau đó đến bài số 7. Đến bài số 7 thì các bạn sẽ học tiểu thuyết hiện đại. Các em thấy khó không ạ? Nào các bạn lớp 12 ơi, các bạn 2K7 ơi. Các em có thấy khó không? Tức là nếu như mà trong chương trình cũ nha, thì chúng ta chỉ có tập trung học về các thể loại bao gồm là thơ và đều là thơ hiện đại cả, là truyện. Đó, đều là truyện ngắn cả. Sau đấy là mình sẽ học về ký thì trong ký sẽ có tùy bút và bút ký. Ngoài ra có thêm kịch. Ngoài ra có thêm kịch này và có thêm áng văn chính luận nhưng mà ít tác phẩm. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là trong mỗi cái thể loại trong mỗi cái tiểu loại này Chúng ta học khá là nhiều những cái tác phẩm khác nhau, đúng không ạ? Tức là về cái số lượng văn bản là chúng ta thấy nhiều hơn rồi. Về thể loại là mình cũng thấy nhiều hơn rồi. Bởi vì bây giờ các bạn còn học cả tiểu thuyết hiện đại nữa cơ mà. Đó các em ạ, à. nên là các bạn phải nỗ lực lên. Các bạn phải cố gắng lên nhá. Rồi thì chúng ta sẽ học những cái văn bản nào đây? Thứ nhất, đó là Hạnh Phúc Một Tang Gia. hạnh phúc một tang gia của ai ạ à? đúng rồi vũ trọng phụng trích từ tiểu thuyết số đỏ thứ hai đó là ánh sáng cứu rỗi ánh sáng cứu rỗi trích từ tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh được không ạ? À? Đó thì các em sẽ chú ý nhá. Cái này thì quen rồi nhưng cái này là mới này. Được chưa ạ? À? Đấy là bài số 7. À sau đấy đến bài số 8. Chưa em ạ, à, chưa có ấn phẩm nào cho các bạn lớp 12 cả quý ơi. Thực sự là một cái quá trình rất là gian nan nhưng mà các chị cũng đang cố gắng chạy đua để có thể sớm nhất cho ra mắt những cái ấn phẩm dành cho các bạn lớp 12 và phù hợp nhất với các em Còn phải đo lường về cả cái tính phù hợp nữa Chứ không phải là cứ nói là cho ra ấn phẩm là cho ra ấn phẩm được Phải thực sự phù hợp và sát với chương trình Đấy là mục tiêu mà các chị đang hướng đến Thế nên là quý cứ chờ đợi thêm em nhá Ok không ạ? Rất là cảm ơn em Rồi sau đấy chúng mình sẽ có ở đây đó là bài số 8 Chúng ta sẽ học thơ hiện đại Thơ hiện đại thì ở trong thơ hiện đại này, chúng ta sẽ có hai tác phẩm. Đó là Đàn guitar của Loka. Đàn guitar của Loka. Và số 2 đây là của tác giả Thanh Thảo. Được không ạ? Hình như có đây Duy Khánh ạ, à. khóa học VIP 12 hình như uh... ô Khánh ơi, có phải là hôm em gặp chị ở trên TikTok không? Có phải là hôm em gặp chị ở trên top top xong rồi em đăng ký đúng không Khánh? Trời ơi, chị báo em là em nhắn tin về để chị tặng cho em một phần quà đấy Một phần quà đặc biệt đúng không Khánh? Đúng không Khánh? Khánh ơi, Khánh nhắn tin về Khánh nhắn tin, à thế thì chị có địa chỉ của em rồi mà chị chưa tặng cho em cái món quà đấy đấy Trời ơi, đầu với óc, thời gian vừa rồi tập trung cho 2 k sáu nhiều quá Đấy nên là quên mất, lỡ hẹn với Khánh rồi, ok ok đến thứ hai chị sẽ gửi ngay và luôn khánh nhá rất là xin lỗi em được không ạ à? đến thứ hai chị sẽ gửi luôn gửi tặng em một món quà đặc biệt như đã hứa chị có thông tin của em rồi chị già lại là chị thấy liền nên là em cứ yên tâm nhá ok không ạ à? ok ok trời ơi đấy rất là xin lỗi em nha đầu óc chị chán chưa đầu óc chán quá luôn À, sách gì thấy chị à Món quà gì thì cứ chờ đợi nhá Thứ hai chị sẽ gửi riêng cho em giống như đã hứa <laughs> Hôm đấy là gặp Khánh trên top top Và và có hứa rồi Nên là chắc chắn sẽ thực hiện nhá <laughs> Ok ạ à, Chắc là nếu mà gửi thì chỉ độ 2-3 hôm là em nhận được thôi Thông cảm cho chị nhá Đấy chị vẫn nhớ để chị nhớ ra đây May quá có Khánh nhắc Rồi Và đây chúng ta quay trở lại đối với bài số 8 này thì chúng ta sẽ có đàn guitar của Loka. Ok chưa ạ? Và bên cạnh đấy thì chúng mình sẽ có đó là gì ạ? Bài thơ một người yêu nước mình của tác giả Trần Vàng Sao, được không ạ? À bài thơ của một người yêu nước mình của tác giả Trần Vàng Sao nhá. Và đối với bài số 9. Ở đây thì nếu mà chương trình cũ thì mình vẫn sẽ học đàn guitar của Loca và đây là cái tác phẩm mới này. Ok chưa ạ? Và trong bài số 9 này, chúng ta sẽ học về văn bản thông tin tổng hợp. Văn bản thông tin tổng hợp không ạ. À? Thì văn bản thông tin tổng hợp của chúng ta, chúng ta sẽ đọc chủ yếu tập trung vào hai văn bản. Đó là cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của tri thức khoa học công nghệ. Và thứ hai, đó là phụ nữ với việc bảo vệ môi trường và cả hai văn bản này đều là hai văn bản mới các em ạ. À. Đó, thế thì về cơ bản các bạn có thể thấy là chị Hiên tích dấu sao rất là nhiều. Đúng không ạ? À? chị tích dấu sao rất là nhiều. Và như các bạn cũng có thể thấy ở đây điều đó chứng tỏ một điều rằng là ngay từ cái bộ sách đầu tiên mà chị giới thiệu với các bạn, đó là bộ sách cánh diều là chúng ta cũng đã nhìn ra được là chương trình cực kỳ thay đổi rồi. Đúng không ạ? Chương trình thay đổi rất là nhiều, thay đổi một cách hoàn toàn luôn. Và đương nhiên là các bạn cũng đã có một cái nền tảng cơ bản ở trong lớp 10 và lớp 11 khi mà các em gì, khi mà các bạn học theo chương trình mới rồi, nhưng mà một trong những cái điều mà phải chia sẻ thật lòng nhá, điều này là chia sẻ thật lòng. Đấy là chị đã gặp rất là nhiều bạn 2K7 nhưng các bạn ấy vẫn đang trong một cái tình trạng mà phải thừa nhận rằng đó là vô cùng mông lung về việc học môn văn của mình. Không biết là ở đây có bạn nào như thế nữa không? Thực sự là không biết là ở đây có bạn nào như thế nữa không. Nhưng mà đây là đây là chia sẻ thật. Đây là chia sẻ thật ạ. À. Đây là chia sẻ thật lòng đấy. Đấy là có rất là nhiều bạn 2K7 đang bày tỏ cái sự mông lung về việc học chương trình mới. Chị mới nói là đây là cái nội dung về đọc hiểu thôi nhá. Mà như chúng ta thấy được rằng là cái đọc hiểu này chúng ta coi đây là một cái căn cứ để chúng ta ôn tập còn về cơ bản thì một cái văn bản được đề cập trong đề thi sẽ lại là một cái văn bản nằm ngoài chương trình sách giáo khoa cơ đúng không và chưa kể là đây mới chỉ là đọc hiểu thôi còn các em sẽ còn phải nắm được về gì thực hành tiếng việt và bên cạnh đấy còn là gì nữa đúng rồi bên cạnh đấy còn là viết nữa à em lúc tả văn mà đầu óc chả nghĩ ra gì luôn chị ạ à. trời ơi Thế thì trong trường hợp của em là bây giờ em cần phải xem lại những vấn đề sau này tính thi lại mà vất quá không phải là vất quá mà là quá vất <laughs> được không ạ à? nên là đừng có nghĩ đến việc thi lại chị hy vọng là em đã có một cái kết quả rất là tốt trong năm nay nha rồi lúc tả văn mà đầu óc chả nghĩ ra gì thì bây giờ em phải xác định lại là cái dạng đề mà em viết là dạng đề gì cách làm như thế nào vốn ngôn từ ra sao và diễn đạt nó như thế nào trong phần bài viết em nha. Có rất là nhiều những kỹ năng mà em cần phải để ý em ạ. Nhá, có rất là nhiều kỹ năng mà em cần phải để ý. Ok chưa? Được không? Chú ý giúp chị là như vậy nhá. Ok không ạ? Chưa kể là các bạn sẽ còn phải gì ạ? À, AE rồi điểm mong muốn là 9.5 văn, học lực hiện tại là 6.5 có khó quá chị không chị ơi? Thật ra thì chị thấy là em cũng đang lựa chọn việc xuất phát sớm rồi mà chúng ta còn cả hành trình một năm mà khánh ơi và chị nghĩ rằng là cái sự nỗ lực mà chúng ta à, gọi là gì ạ bỏ ra trong năm nay nhất định sẽ được hồi đáp nếu như chúng ta cố gắng chị nghĩ là chỉ có một số những cái vấn đề sau mà em cần phải biết đấy là thứ nhất là em sẽ cần phải học chắc kiến thức nền tảng về những cái kiến thức được trao đổi trong sách giáo khoa thứ hai là em có một cái quá trình để nắm vững về phương pháp Thứ ba, em tiến hành luyện tập đều đặn Và cuối cùng là em sẽ có thể là chủ động Gọi là luyện tập, luyện đề Theo đúng cái cấu trúc mà bộ giáo dục đưa ra Nói chung là chúng ta còn một hành trình rất dài nữa Và em phải cố gắng Bên cạnh đấy thì trong quá trình đó Em cũng cần phải rèn chữ của mình nữa Làm sao cho cái phần trình bày của mình cũng phải đẹp Nó phải rõ ràng Ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ Đúng không ạ? Thì đấy cũng là những cái mà mình cần phải để tâm còn lại là như chị đã nói là chúng ta có cả một cái hành trình phía trước cơ và các em ở đây chị tin rằng đó là các bạn đều đang rất mong muốn có thể xuất phát sớm cái điều đấy đã là một điều cực kỳ đáng mừng rồi chị cho rằng đó là một cái điều cực kỳ đáng mừng rồi đa số các bạn đều muốn xuất phát sớm được không ạ à? nên là chúng ta hãy cố gắng còn có rất là nhiều bạn bây giờ còn chưa buồn học cơ đó, chị dạy viết bài nghị luận xã hội đi ạ à? Có chứ, chị sẽ dạy chứ Và chị sẽ dạy bám rất sát Với chương trình ngữ văn lớp 12 chứ Đương nhiên rồi Đấy là những cái gì mà chúng ta sẽ cùng nỗ lực làm cùng với nhau Trong cả một cái hành trình sắp tới mà Chắc chắn rồi Ngày mai thì học văn chị Hiên sẽ có một cái buổi talk show đầu tiên Đó sẽ là một cái buổi talk show Để trao đổi với các bạn Về cái sự thay đổi trong chương trình Của lớp 12 và thay đổi trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Vậy nên nếu như bạn nào mà quan tâm thì có thể đăng ký tham gia talk show nhá Ngày mai sẽ là talk show miễn phí dành cho các bạn 2K7 Để các em có những cái định hình đầu tiên về cái kỳ thi này Cộng thêm với đó là cái sự định hướng trong cái việc học cùng với các bạn nữa Đó, lịch like như thế nào thì à Hiện tại thì like ở trên pet thì chưa có lịch cụ thể nhưng mà em có thể chủ động là tìm hiểu về cái khóa học xuất phát sớm của học văn chị hiên để có thể đi cùng với các chị trong hành trình năm nay để ôn tập bài bản nhất có thể thì sẽ tốt hơn ạ bởi vì là chúng ta có một cái lộ trình rất là cụ thể thúy anh có thể thử tham khảo ở đây là như chị nói là chúng ta có thể thử tham khảo nếu mà các bạn cảm thấy phù hợp thì các em có thể tham gia, còn nếu không thì cũng không sao cả. Các bạn cứ chủ động theo dõi những tài liệu mà các chị sẽ cập nhật trên page và những, thông qua những cái phần phát trực tiếp của chị Hiên trên page như thế này cũng ok nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ cố gắng giúp cho chị là như vậy. Nhá, các em sẽ cố gắng giúp cho chị là như vậy. Không có vấn đề gì cả. Và ngày mai là chúng ta sẽ có cái buổi talk show đầu tiên đấy các bạn có thể chủ động tham gia nhé để chúng ta tích lũy thêm những cái uh, sự hiểu biết của mình về cái việc học sẽ thay đổi như thế nào việc học môn ngữ văn sẽ thay đổi như thế nào trong năm tới để chúng ta có những cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp ok chưa ạ thì đây sẽ là về bộ sách cánh diều nha yeah. đây sẽ là bộ sách cánh diều chúng ta sẽ còn hai bộ sách nữa cần phải ra soát kiến thức cần phải khái quát kiến thức đó là bộ kết nối tri thức và bộ chân trời sáng tạo bộ kết nối tri thức này khá là nặng nha đó, khá là nặng nha như chị thấy là ở hầu như là chúng ta thấy là ở miền bắc đó, thì đại đa là rất nhiều trường lựa chọn bộ kết nối tri thức còn nếu khu vực miền nam không biết là có đúng hay không nhưng mà theo cái khảo sát của chị cùng với các bạn học sinh thì ở ở khu vực miền nam thì cũng có rất là nhiều bạn học bộ chân trời sáng tạo còn miền bắc thì lại thiên nhiều về cánh diều và kết nối tri thức không biết là có đúng hay không đây là dựa trên một cái một cái khảo sát rất là nhỏ thôi trong quy mô nhỏ thôi vậy nên là chị cho rằng là đây chỉ là cái khía cạnh góc độ nhìn nhận của chị thôi chứ cũng không phải là áp đặt cho bất cứ ai cả đó thì ở đây chúng ta có thể thấy là bộ kết nối tri thức là một bộ khá là nặng nếu như chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái bộ sách khá là nặng nhá đó cánh diều và chân trời sáng tạo xem chừng là có thể nhẹ nhõm hơn bọn em học kết nối tri thức đúng rồi ạ đấy thế nên chị mới nói rằng là nhưng mà cái bộ kết nối tri thức này thì lại rất là hay đó rất là hay và như chị thấy là đôi khi là có những trường nhá là học thì học bộ cánh diều nhưng mà cũng lại tham khảo thêm cả những cái kiến thức ở trong bộ kết nối tri thức nữa đấy nên là nói chung là như các bạn đều hiểu và các bạn đều biết đó là gì ạ đúng rồi chính xác bây giờ chúng ta học là đôi khi chúng ta phải rất là dành nhiều thời gian để tham khảo thêm nữa chứ cũng không phải là chỉ dừng lại ở những cái bộ sách mà mình đang được học đâu đúng không không sao các em ơi chúng ta sẽ đi qua được hết không sao cả nhá. Không sao cả các bạn ạ. À. Điều quan trọng là các bạn cứ sẵn sàng. Chúng ta xác định cho mình một lộ trình rõ ràng, một tâm thế chủ động, cái sự xuất phát sớm ngay từ đầu, học nghiêm túc ngay từ đầu thì sau đó cái quá trình ôn tập của các bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhá. Thì ở những buổi tới, chị sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với các bạn về kết nối tri thức và với cuộc sống và chân trời sáng tạo nha. Còn ngày hôm nay thì chắc là chúng mình sẽ Tạm thời dừng lại tại đây Nhớ nhá, ngày mai chị Hiên có một buổi Talk show đầu tiên Cùng với các bạn 2K7 Được tổ chức qua Zoom Vậy nên nếu như bạn nào mà còn chưa đăng ký Buổi talk show này Thì chúng mình có thể nhắn tin về để đăng ký nhá Được không ạ? À? Cảm ơn các em rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay Trong một cái khoảng thời gian dù không phải là dài Được không nào? Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai trong một buổi talk show vô cùng đặc biệt với chị hiên nhá xin chào và hẹn gặp lại chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và một lát nữa sẽ ngủ ngon nhá cảm ơn các em rất nhiều ạ à. cảm ơn các bạn